Mến chào quý phụ huynh và các con học sinh. Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng cô đến với phần chữa bài tập trong trọn bộ toán lớp 1 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới nhất nhé. Học chuyên sâu, học đâu chắc đấy, toán 1. Trong bộ túi này, cô có 7 chuyên đề. Và trong video này, chúng ta cùng đến với chuyên đề hình học và đo lường. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ đến với dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật. Bài 1. Điền dấu tích vào ô trống dưới các hình tam giác. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải đi tìm hình tam giác. Ở dòng đầu tiên thì cô thấy có ngay một hình tam giác ở vị trí thứ 4, đúng chưa ạ? Vậy cô tích vào hình tam giác nhé. Tiếp theo, ở đây có thêm hai hình tam giác. Đấy là màu cam và màu hồng, đúng chưa ạ? Tích vào hai hình tam giác này nhé. Như vậy là chúng ta đã tìm được 3 hình tam giác trong bài này. Chúng mình chuyển sang bài tiếp theo, bài số 2. Điền dấu tích vào ô trống dưới hình tam giác. Ở đây chúng ta lại đi tìm hình tam giác. Ở dòng đầu tiên thì cô có hình tam giác màu vàng và màu cam. Tiếp theo, dòng thứ 2 cô có hình tam giác màu cam và màu đỏ, đúng chưa ạ? Chúng ta cùng chuyển sang bài tiếp theo nhé. Bài 3, số hỏi chấm. Câu A, hình bên có, chúng ta sẽ cùng quan sát hình bên và đếm xem là ở hình bên sẽ có bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình tam giác nhé. Trước tiên thì cô sẽ thể nhìn thấy có một hình vuông màu vàng, đúng chưa ạ? Là hình vuông nhỏ ở giữa, đúng chưa ạ? Tiếp theo, các con quan sát xem còn hình vuông nào nữa không? Hình vuông sẽ chính là hình vuông to nhất được ghép bởi các hình xung quanh. Như vậy cô đã đếm được hai hình vuông. Cô điền số 2. Hình bên có hai hình vuông này. Vậy thì hình bên sẽ có bao nhiêu hình tam giác ạ? Trước tiên cô có hình tam giác màu hồng. Cô đánh số 1. Hình tam giác màu xanh lá cô đánh số 2 nhé. Hình tam giác tiếp theo là màu xanh dương cô đánh số 3. Và hình tam giác màu cam cô đánh số 4 này. Và màu tím cô sẽ đánh số 5. Như vậy là có 5 hình tam giác. Như vậy cô đã tìm được 5 hình tam giác rồi. Tiếp theo là hình tam giác nào ạ? Chúng ta có thể ghép hai hình để tạo thành một hình tam giác. Các con quan sát kỹ nhé. Chính xác. Đấy là hình tam giác được ghép bởi hình 1 và hình 2. Cô sẽ lấy thước kẻ tre như thế này đi. Các con nhìn dễ hơn nhé. Như vậy là đây sẽ là hình tam giác số 6 mà chúng ta tìm được. Đúng chưa? Vậy thì phần còn lại sẽ chính là hình tam giác số 7. Như vậy là cô đã đếm và tìm được 7 hình tam giác. Cô viết 7. Vậy thì hình bên có 2 hình vuông và 7 hình tam giác nhé. Câu B, hình vẽ bên có, chúng ta sẽ phải đi tìm bao nhiêu hình vuông, đếm xem là có bao nhiêu hình tam giác. Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hình vuông này. Hình vuông cô đếm có một hình này, là hình vuông màu xanh lá, đúng chưa ạ? Tiếp theo là hình vuông được ghép bởi 2 hình tam giác màu hồng và màu xanh là hình thứ 2. Hình vuông thứ 3 được ghép bởi hình tam giác màu hồng và màu vàng nhỏ hơn, đúng chưa ạ? Như vậy cô có 3 hình vuông. Cô điền số 3. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi đếm hình tam giác nhé. Đối với hình tam giác thì chúng ta hãy đánh số để tìm dễ hơn, cũng như là không bị bỏ sót một hình nào. Cô có hình tam giác thứ nhất là hình tam giác màu xanh lá này. Hình tam giác màu hồng to này là hình số 2. Hình tam giác màu vàng là hình số 3. Và hình tam giác màu hồng nhỏ hơn là hình số 4. Hết chưa nhỉ? Quan sát kỹ thì cô thấy còn một hình tam giác màu xanh dương là hình số 5. Như vậy là cô đã tìm được 5 hình tam giác. Vậy cô sẽ điền số 5. Chúng ta chuyển sang các hình ở câu C. Ở câu C thì các con nhìn thấy là từ những hình tròn này, hình tam giác, đúng không ạ? Hình vuông thì cô có ghép được thành
hình giống chú cá đúng chưa ạ? Vậy thì chúng ta cùng đếm xem là hình này sẽ có bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình tam giác nhé. Trước tiên hình vuông cô đếm, chúng ta quan sát ngay là có một hình vuông màu vàng đúng chưa ạ? Và chúng ta nhìn kỹ xem là còn hình vuông nào nữa không? Ở hình này chúng ta chỉ có một hình vuông duy nhất là màu vàng. Cô điền số 1. Đến với hình tam giác, chúng ta đếm nào, có bao nhiêu hình tam giác ạ? Cô sẽ đánh số vào nhé. Trước tiên là hình tam giác màu xanh lá, cô đánh số 1. Hình tam giác màu hồng bé, cô đánh số 2. Hình tam giác màu hồng to, cô sẽ đánh số 3. Tiếp là hình tam giác có màu cam này, cô đánh số 4. Và hình tam giác màu tím, cô đánh số 5. Như vậy, chúng ta hãy cùng quan sát kỹ xem là nếu như cô ghép bởi hai hình thì sẽ có những hình tam giác nào nữa không ạ? Chính xác, đối với hình này thì chỉ có 5 hình tam giác. Cô sẽ viết số 5. Chúng ta chuyển sang hình D nhé. Trước ở hình này thì chúng ta tiếp tục đi đếm xem là có bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình tam giác. Hình vuông đầu tiên cô nhìn thấy chắc chắn là hình vuông màu vàng, đúng chưa ạ? Tiếp theo, hình vuông được ghép bởi hai hình tam giác, đấy chính là hình tam giác màu hồng và hình tam giác màu xanh lá, đúng chưa ạ? Vậy thì đây sẽ là một hình vuông và là hình thứ hai. Như vậy cô đếm được hai hình vuông, cô điền số 2. Tiếp theo, chúng ta có các hình tam giác nào? Cô sẽ sử dụng đánh số vào các hình nhé. Trước tiên có hình tam giác màu hồng số 1 này. Tiếp theo là hình tam giác màu cam số 2 này. Hình tam giác màu hồng nhưng to hơn là số 3, 4 và 5. Như vậy cô đếm có 5 hình tam giác ở trong hình này. Cô điền số 5. Chúng mình chuyển sang bài số 4 nhé. Bài 4 số chúng ta tiếp tục đếm các hình, nhưng ở bên này thì chúng ta sẽ đếm thêm một hình nữa là hình chữ nhật. Còn ở bên này thì chúng ta sẽ xem là hình vẽ có bao nhiêu hình chữ nhật, bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình tam giác nhé. Ở hình đầu tiên cô sẽ đếm hình chữ nhật trước. Hình chữ nhật sẽ là hình nào đây ạ? Chúng ta có thể quan sát thấy hình chữ nhật đầu tiên cách rõ ràng nhất, đấy chính là hình chữ nhật này đúng chưa ạ? Hình chữ nhật được ghép bởi rất nhiều hình. Như vậy đây sẽ là hình chữ nhật đầu tiên, hình thứ nhất. Tiếp theo này, hình chữ nhật thứ hai sẽ được ghép bởi 3 hình vuông với nhau. Đây đúng chưa ạ? Cô che bớt đi để cho con nhìn dễ hơn nhé. Đây là hình chữ nhật thứ hai này. Tiếp theo hình chữ nhật thứ ba sẽ là hình được ghép bởi hai hình vuông. Và hình chữ nhật thứ tư sẽ là hai hình vuông còn lại. Được chưa ạ? Như vậy cô có 4 hình chữ nhật trong hình này. Cô viết số 4. Tiếp theo là hình vuông. Hình vuông thì chúng ta nhìn ra ngay là có 3 hình vuông, đúng chưa ạ? Màu xanh lá, màu hồng và màu xanh dương. Và cuối cùng là hình tam giác. Cô sẽ đánh số vào nhé. Trước tiên là hình tam giác màu hồng có số 1 này. 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8, 9. Hết chưa nhỉ? Cô ghép được hai hình tam giác trở thành một hình tam giác. Đấy chính là hình số 4 cô ghép với số 8 này. Như vậy cô đã được 10 hình tam giác. Tiếp theo, số 8 cô ghép với số 6 là hình tam giác số 11. Số 5 ghép với số 9 là hình tam giác số 12. Và số 9 cô ghép với số 7 tạo thành hình tam giác số 13. Vậy cô có 13 hình tam giác trong hình này. Cô viết 13. Chúng ta chuyển sang hình tiếp theo nhé. Ở hình này thì chúng ta sẽ đếm xem là có bao nhiêu hình chữ nhật này, hình vuông này, hình tam giác và thêm một hình nữa là hình tròn. Hình tròn thì chúng ta có thể dễ quan sát thấy là có hai hình tròn đúng chưa ạ? Như vậy cô sẽ viết số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ đếm tới hình chữ nhật nhé. Hình chữ nhật ở đây cô có hình chữ nhật màu xanh,
Hình chữ nhật màu xanh lá và hình chữ nhật màu hồng là hai hình đơn. Nhưng khi cô ghép hai hình chữ nhật này với nhau thì cô có 3 hình chữ nhật. Như vậy, cô có 3 hình chữ nhật, cô viết số 3. Tiếp theo là hình vuông. Hình vuông thì cô có 2 hình vuông là hình vuông màu xanh dương và màu vàng. Như vậy, cô viết số 2. Cuối cùng là hình tam giác là hình có rất nhiều mảnh ghép nhỏ, đúng chưa ạ? Cô sẽ tiếp tục đánh số vào các hình tam giác nhé. Trước tiên là hình tam giác màu hồng, cô đánh số 1. Hình tam giác màu xanh lá, cô đánh số 2. Và có 2 hình tam giác màu cam, đúng chưa ạ? Cô đánh số 3, 4. Cô đếm được 4 hình tam giác. Còn hình tam giác nào nữa không nhỉ? Chính xác, hình tam giác được ghép bởi 2 hình tam giác số 1 và số 2. Đấy sẽ là hình tam giác thứ 5. Như vậy là cô có 5 hình tam giác trong hình vẽ này. Cô điền 5. Chúng ta chuyển sang hình tiếp theo, hình C. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình chữ nhật, bao nhiêu hình vuông, hình tròn và hình tam giác. Như vậy chúng ta sẽ đếm hình tròn, bởi vì hình tròn là hình dễ nhất, đúng chưa? Cô có 1 hình tròn. Tiếp theo tới hình chữ nhật nhé. Hình chữ nhật cô nhìn thấy dễ nhất đấy chính là hình chữ nhật màu vàng, và cũng là hình chữ nhật duy nhất trong hình vẽ này. Cô điền số 1. Tiếp theo chúng ta đếm đến hình vuông. Hình vuông sẽ có hình 2 hình vuông màu tím. Đây đúng chưa ạ? Như vậy là cô có 2 hình vuông, cô điền số 2. Tiếp theo là các hình tam giác. Cô đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hình tam giác đơn. Như vậy là cô đã đếm được 8 hình tam giác. Chúng ta cùng quan sát thêm là còn hình tam giác nào nữa không ạ? Cô có hình tam giác được ghép bởi 3 hình. Đấy chính là hình tam giác số 3, hình vuông màu tím và hình tam giác số 4. Đúng chưa ạ? Như vậy là đây sẽ là hình tam giác thứ 9. Và hình có 9 hình tam giác. Cô điền số 9 vào đây nhé. Chúng ta cùng chuyển sang câu D. Hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật này, hình vuông, hình tam giác, hình tròn. Như vậy thì trước tiên cô sẽ đi đếm hình tròn. Ví hình tròn có 2 hình tròn duy nhất. Cô điền số 2 này. Tiếp theo chúng ta đếm đến hình chữ nhật nhé. Trong hình bên thì sẽ có hình chữ nhật nào? Không có một hình chữ nhật đơn nào, đúng chưa ạ? Nhưng cô có hình chữ nhật được ghép bởi 2 hình vuông màu vàng và màu hồng tạo thành một hình chữ nhật. Như vậy, cô đếm được 1 hình chữ nhật trong hình vẽ này. Cô điền số 1. Tiếp theo tới hình vuông. Hình vuông ở đây chúng ta vừa tìm được là hình vuông màu vàng và màu hồng. Còn hình vuông màu đỏ sẽ là hình vuông số 3. Vậy là cô có 3 hình vuông trong hình vẽ này. Tiếp theo hình tam giác, cô sẽ đánh số như các hình trên như sau này. Như vậy cô đếm được có 8 hình tam giác trong hình này. Hết chưa nhỉ? Chúng ta cùng quan sát thật kỹ nhé. Chúng ta sẽ còn một hình tam giác được ghép bởi 3 hình. Đấy chính là hình tam giác số 3 ghép với hình vuông và ghép với hình tam giác số 4 tạo thành một hình tam giác. Đây đúng chưa ạ? Như vậy thì đây sẽ là hình tam giác thứ 9. Cô đếm có 9 hình tam giác. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 4 bài tập đầu tiên trong quyển chuyên đề hình học đo lường. Và các con có thể thấy là với các hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn hay là hình tam giác thì có thể ghép được thành những hình khác nhau, đúng chưa ạ? Ví dụ như ở đây thì cô thể tưởng tượng đây là hình con mèo này, hoặc là hình con cá, hình con tàu, đúng chưa ạ? Chúng ta cùng chuyển sang bài số 5 nhé. Số hỏi chấm. A hình bên có. Như vậy thì chúng ta sẽ cần phải đi đếm hình vuông và hình tam giác. Trước khi làm bài này thì cô muốn nhắc lại cho chúng ta một số kiến thức, các bước làm để đếm số lượng hình phẳng như sau. Cô sẽ lấy ví dụ theo sách là có 2 hình, đấy chính là hình tam giác và hình vuông.
Đề bài đưa ra là chúng ta cần phải đi đếm số lượng hình tam giác và đếm số lượng hình vuông trong hai hình này. Bước 1 thì chúng ta sẽ đánh số thứ tự các hình nhỏ. Sau khi đánh số thứ tự thì chúng ta sẽ có hai hình như thế này, đúng chưa ạ? Vậy thì đánh số thứ tự vào các hình nhỏ để làm gì nhỉ? À, thứ nhất là để chúng ta có thể dễ gọi tên này. Thứ hai, để khi mà chúng ta liệt kê tránh bị trùng các hình hoặc là bỏ sót hay là nhầm lẫn, được chưa ạ? Sau khi đã đánh số vào các hình nhỏ thì chúng ta đến bước 2 là liệt kê các hình theo thứ tự là từ hình đơn, hình ghép bởi hai hình, ba hình. Hình đơn có nghĩa là hình có một số. Ví dụ như ở đây cô liệt kê là hình 1, hình 2, hình 3 là các hình đơn, là hình mà không được ghép bởi các hình, đúng chưa ạ? Tiếp theo, sau khi chúng ta liệt kê được các hình đơn như hình vuông, cô có hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5 và hình 6 này, thì chúng ta sẽ ghép tiếp theo ở các hình ghép bởi hai hình. Đối với hình tam giác, hình ghép bởi hai hình tam giác sẽ chính là hình 1 và hình 2 ghép với nhau thì tạo thành một hình tam giác này. Hình 2 ghép với hình 3 thì tạo thành một hình tam giác. Như vậy đây được gọi là hình ghép bởi 2 hoặc 3 hình. Đối với hình vuông thì chúng ta sẽ có hình được ghép bởi 4 hình cơ. Hình vuông 1 cộng với hình vuông 2, hình vuông 4 và hình vuông 5, cô được một hình vuông lớn hơn, đúng chưa ạ? Vậy thì đây là thứ tự để chúng ta liệt kê các hình sao cho không bị bỏ sót bất kỳ một hình nào. Sau khi hoàn thành bước 2 rồi thì chúng ta sẽ đến bước 3, đếm số lượng các hình vừa liệt kê. Sau khi chúng ta đã liệt kê hết tất cả các hình thì cô sẽ đếm số lượng như sau này. Cô có hình đơn có 1, 2, 3 hình. Tiếp theo, hình được ghép bởi 2 hình, cô có 1, 2 hình. Và cuối cùng, hình được ghép bởi 3 hình, cô có 1 hình. Như vậy cô đếm 1, 2, 3, 4, 5 và 6 hình. Như vậy số lượng hình tam giác trong hình đó là 6 hình tam giác. Tương tự đối với hình vuông cũng như vậy. Và sau khi đếm các số lượng thì cô có 8 hình vuông. Như vậy là để thực hiện các dạng bài đếm số lượng các hình phẳng thì chúng ta nên làm theo 3 bước. Bước 1, đánh số thứ tự vào các hình nhỏ. Bước 2, liệt kê các hình theo thứ tự. Và bước 3 là đếm số lượng các hình vừa liệt kê nhé. Và đây cũng chính là kiến thức trọng tâm mà cô đã trích trong cuốn sách Ôn hè toán 1 của Quybook nhé. Nếu ba mẹ nào đã trang bị cuốn sách này cho con thì có thể lấy ra để con xem lại phần kiến thức cũng như là để ghi nhớ các dạng bài tập này nhé. Bây giờ chúng ta hãy quay lại bài số 5. Chúng ta sẽ áp dụng theo các bước như cô vừa đã nói trên. Đấy chính là trước tiên cô sẽ đánh số vào các hình nhỏ. Cô đánh số như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau khi đã đánh số vào các hình, cô sẽ liệt kê như sau. Trước tiên là hình vuông. Chúng ta có thể quan sát thấy là hình vuông thì được ghép bởi hình 1. Sau khi đánh số vào các hình, chúng ta sẽ đến bước 2 là liệt kê, đúng chưa ạ? Chúng ta có thể liệt kê ra nháp hoặc là liệt kê trực tiếp vào trong cuốn sách cũng được. Cô sẽ liệt kê như sau. Đối với hình vuông thì chúng ta có các hình nào ạ? Từ hình đơn, hình đơn thì chúng ta không có hình vuông nào. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ hình ghép bởi hai hình. Đó là hình 1, 2. Tiếp theo là hình được ghép bởi hình 4 và hình 6. Còn hình nào nữa không nhỉ? Cô còn hình được ghép bởi hình 2, 3, 4 và 5 nữa đấy. Như vậy là cô có 1, 2, 3 hình vuông. Cô điền số 3. Tiếp theo đến hình tam giác. Hình tam giác thì cô sẽ liệt kê các hình hình đơn trước là các hình 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Tiếp theo chúng ta sẽ liệt kê các hình được ghép bởi hai hình hoặc ba hình trở lên nhé. Hai hình cô sẽ có hình gì nhỉ? Hình 2 cô ghép với hình 3 tạo thành hình tam giác này.
Hình 3 ghép với hình 4 tạo thành một hình tam giác. Tiếp tục hình 4 cô ghép với hình 5. Hình 5 cô ghép với hình 2. Như vậy là cô đã liệt kê được bao nhiêu hình tam giác ạ? Chúng ta cùng đếm nhé. Ở dòng đầu tiên, đây là các hình vuông. Và chúng ta đã đếm rồi và điền vào rồi. Vậy thì hình tam giác có bao nhiêu hình đây ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 hình tam giác. Như vậy cô sẽ điền số 10 vào ô trống nhé. Tương tự như vậy, chúng ta hãy chuyển sang làm câu B với các bước mà cô đã hướng dẫn nhé. Chúng ta chuyển sang câu B nhé. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình tam giác? À, cô thực hiện tương tự như các bước ở trên. Trước tiên cô sẽ đánh số vào các hình nhỏ. Sau khi đánh số xong thì cô có các hình vuông như sau. Hình vuông thứ nhất được ghép bởi hình 2 và hình 3. Hình vuông thứ hai sẽ được ghép bởi hình 3, 4, 5 và 6. Như vậy cô có hai hình vuông trong hình vẽ này. Hình tam giác, cô có 6 hình tam giác đơn. Sau đó chúng ta sẽ ghép các hình để trở thành một hình tam giác nữa nhé. Hình 1 cô ghép với hình 2 thành một hình tam giác. Hình 3 ghép với hình 4. 4 cô ghép với hình 5. Hình 5 cô ghép với hình 6. Hình 6 cô ghép với hình 3. Và hết chưa nhỉ? Chúng ta còn một hình tam giác nữa. Đấy chính là được ghép bởi hình 1, 2, 3 và 6. Các con hãy quan sát xem là mình còn bỏ sót hình tam giác nào không. Như vậy là chúng ta có cùng cô đếm nhé. Trước tiên chúng ta đã có 6 hình tam giác đơn này. 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Như vậy là hình bên có 12 hình tam giác. Chúng ta chuyển sang câu C. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình chữ nhật và bao nhiêu hình tam giác? Hình chữ nhật thì cô tiếp tục lại đánh số vào các hình đơn như sau. Như vậy, cô đếm hình chữ nhật này. Trước tiên chúng ta có hình chữ nhật to nhất. Có nghĩa là hình chữ nhật được ghép bởi cả 4 hình 1, 2, 3, 4. Tiếp theo, các bạn nào tinh thì có thể nhìn ra ngay được. Hình chữ nhật nhỏ hơn được ghép bởi hai hình tam giác, đấy là hình tam giác 1 và hình tam giác 2. Tiếp theo là hình tam giác 3 và hình tam giác 4. Như vậy là cô tìm được 3 hình chữ nhật được tạo bởi các hình. Tiếp theo hình tam giác. Hình tam giác thì trước đó cô đã đánh dấu vào các hình nhỏ tương ứng với các hình tam giác rồi, đúng chưa ạ? Như vậy là hiện tại mình đã có 4 hình tam giác đơn. Tiếp theo cô sẽ ghép hai hình để tạo thành một hình tam giác. Đó là hình 2 và hình 3 cô ghép với nhau để tạo thành một hình tam giác. Như vậy đây sẽ là hình tam giác thứ 5. Vậy thì hình vẽ bên sẽ có 5 hình tam giác nhé. Chúng ta chuyển sang câu D. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình chữ nhật, bao nhiêu hình tam giác? Như vậy cô sẽ thực hiện như các bước cô đã làm, đó là đánh số vào các hình. Như vậy là cô đã đánh số vào các hình đơn của hình này rồi. Chúng ta sẽ liệt kê như sau này. Trước tiên hình chữ nhật trong hình vẽ này có các hình sau. Chúng ta sẽ nhìn thấy ngay có hình số 7 là hình chữ nhật, đúng chưa? Tiếp theo là hình được ghép bởi hình số 1 và số 6 tạo thành một hình chữ nhật thứ 2. Và hình chữ nhật thứ 3 sẽ là hình được ghép bởi hình số 6 và hình số 7. Tiếp theo hình chữ nhật được ghép bởi 3 hình sẽ là hình nào đây ạ? Cô có hình 1, 2, 3 và hình chữ nhật được ghép bởi hình 2, 3, 4, 5. Hết chưa nhỉ? Còn hình chữ nhật được ghép bởi hình 1, 2, 3, 4, 5. Chính là hình này đấy ạ. Và hình chữ nhật cuối cùng sẽ là hình chữ nhật được ghép bởi tất cả các hình, là hình to nhất. Sẽ là hình 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Bây giờ cô sẽ đếm xem là cô liệt kê được bao nhiêu hình rồi nhá. Một hình này, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 hình. Như vậy hình vẽ có 7 hình chữ nhật. Tiếp theo chúng ta sẽ đến hình tam giác nhá. Hình tam giác, cô có hình 2 này, hình 3, hình 4 và hình 5. Cô đếm này, 1, 2, 3, 4. Cô sẽ có các hình tam giác sau. Hình 2 này, hình 3, hình 4, hình 5. À, đây là hình tam giác đơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đếm xem là có bao nhiêu hình tam giác được ghép bởi các hình tam giác khác đây ạ. À, hình cô ghép được hình 3 và hình 4 tạo thành một hình tam giác. Chúng ta nhìn xem còn hình nào nữa không ạ? À, như vậy là hết rồi. Chúng ta cùng đếm xem là có bao nhiêu hình tam giác nhé. 1, 2, 3, 4 và 5 hình tam giác. Như vậy cô sẽ điền số 5. À, chúng ta đã hoàn thành xong bài 5 rồi đấy. Cùng cô chuyển sang bài số 6 nhé. Bài 6, số hỏi chấm. À, chúng ta lại tiếp tục đếm các hình. Ở đây cô có hình vẽ được ghép bởi các hình tam giác. À, cô sẽ đánh số vào các hình tam giác như sau. Như vậy là cô đã đánh số vào các hình tam giác nhỏ. Trước tiên cô sẽ đếm xem là có bao nhiêu hình vuông trước nhé. À, cô sẽ liệt kê như sau này. Hình vuông đầu tiên sẽ được ghép bởi hình 1 và hình 2. Tiếp theo là hình 3 và 4. Hình 5 và 6. Hình 7 và 8. Hết chưa ạ? À, vẫn còn. Chúng ta sẽ có hình vuông được ghép bởi hình 2, 3, 6, 7. Và hình vuông to nhất là được ghép bởi 8 hình tam giác. Như vậy là cô có các hình vuông như sau. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Vậy cô sẽ điền số 6 vào ô trống và có 6 hình vuông nhé. Tiếp theo chúng ta đến các hình tam giác. Như vừa nãy thì chúng ta đã được đếm được có 8 hình tam giác đơn đúng chưa ạ? Tiếp theo các hình tam giác được ghép bởi các hình đơn sẽ là hình tam giác thứ hai. Hình 2 cô ghép với hình 3 để tạo thành một hình tam giác này. Hình 3 và hình 7. Hình 7 và hình 6. Hình 6 và hình 2. À, như vậy là cô đã đếm được có 4 hình tam giác được ghép bởi nhiều hình tam giác đơn. Như vậy là cô tìm ra được thêm 4 hình tam giác được ghép bởi 2 hình tam giác. Vừa nãy thì chúng ta đã có 8 hình tam giác đơn. Sau đó cô tìm thêm được 4 hình tam giác nữa. Cô đếm thêm này. 8, 9, 10, 11 và 12. Như vậy là có 12 hình tam giác. Cô viết số 12. Chúng mình chuyển sang câu B. Ở câu B thì chúng ta sẽ cần đi đếm xem là có bao nhiêu hình chữ nhật và hình tam giác. Cô đếm này. Trước tiên là hình chữ nhật. Để đếm được hình, cô sẽ đánh số vào các hình. Sau đó cô ghép các hình sau nhé. Trước tiên thì cô nhìn thấy ngay hình chữ nhật được ghép bởi hình 3 và hình 4 này. Tiếp theo là hình chữ nhật được ghép bởi hình 5, 6. Tiếp theo là hình chữ nhật to nhất được ghép bởi hình 3, 4, 5 và 6. Được chưa ạ? Như vậy là cô có 3 hình chữ nhật. Cô điền số 3. Tiếp theo là hình tam giác. Cô đếm và liệt kê như sau. Chúng ta đã có 6 hình tam giác nhỏ đơn đúng chưa ạ? Sau đó cô đếm thêm này, hình tam giác được ghép bởi các hình đơn sẽ là hình 1, 2, hình 2 và hình 5, hình 5 và 4, hình 4 và 1. Như vậy cô đếm được thêm 4 hình tam giác nữa. Với 6 hình ban đầu, cô tìm được như vậy, cô tìm được tất cả là 10 hình tam giác. Cô điền số 10. Chúng mình chuyển sang câu C nhé. Câu C, hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình chữ nhật. Trước tiên cô sẽ đánh số vào các hình nhỏ.
Khi mà đánh số vào các hình nhỏ như thế này thì chúng ta dễ dàng đếm và liệt kê các hình, tránh để bị lặp lại này hay là bị sót hình nào nhé. Trước tiên hình vuông cô đã đánh số được 6 hình. Tiếp theo này, cô ghép hình 1, 2, 5, 4 trở thành một hình vuông. Đây chính là hình này đấy ạ. Như vậy là đây là hình vuông thứ 7 này, hình vuông thứ 8 này. Vậy là cô có 8 hình vuông ở hình vẽ bên này. Tiếp theo là hình chữ nhật. Cô sẽ liệt kê như sau. Hình chữ nhật cô đếm đầu tiên sẽ là được ghép bởi hình 1 và 2, hình 2 và 3, hình 3 và 6. Tiếp theo là hình 4 và 5 và hình 5 và 6. Hình tiếp theo là hình 1 và 4, hình 2 và 5. Hết chưa nhỉ? Vẫn còn đúng chưa ạ? Hình chữ nhật được ghép bởi hình 1, 2, 3 này, hình 4, 5, 6 và hình to nhất được ghép bởi hình 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy là cô đã liệt kê được tất cả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 hình chữ nhật tất cả. Vậy cô điền số 10. Câu D. Chúng ta sẽ làm bước đầu tiên, đấy chính là đánh số vào các hình nhỏ nhé. Sau đó chúng ta sẽ đếm hình. Ở đây chúng ta sẽ cần đi tìm hình chữ nhật và hình tam giác. Hình chữ nhật đầu tiên cô có được ghép bởi hình thứ 2 và hình 3 này. Hình chữ nhật thứ 2 được ghép bởi hình 4, hình 5. Và hình chữ nhật thứ 3 được ghép bởi hình 2, 3, 4 và 5. Như vậy có 3 hình chữ nhật trong hình vẽ này. Cô điền số 3 nhé. Tiếp theo là hình tam giác. Hình tam giác ở đây chúng ta sẽ liệt kê như sau. Trước tiên là chúng ta đã có 6 hình tam giác đơn, đúng chưa ạ? Sau đó cô sẽ đếm các hình tam giác được ghép bởi các hình đơn. Hình thứ nhất được ghép bởi hình 1, 2. Tiếp theo là hình được ghép bởi hình 3, 4, hình 5, 6. Như vậy là cô tìm được thêm 3 hình tam giác được ghép bởi các hình nhỏ. Vậy cô có tất cả là 6 này, 7, 8, 9 hình tam giác. Cô điền số 9. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 6 rồi. Chúng mình chuyển tiếp sang các bài tập phần sau nhé. Ở bài số 7, bài số 8 và bài số 9, các con hãy thực hiện các bước đếm số lượng hình phẳng như cô đã hướng dẫn ở đầu để chúng ta thực hiện bài toán nhé. Và cô sẽ chữa bài toán như sau. Các con hãy quan sát hoặc là có thể dừng lại video để chúng ta có thể chữa bài của mình, được chưa ạ? Đối với bài số 7, phần A, cô có 9 hình chữ nhật và 6 hình tam giác. Và cô sẽ liệt kê các hình như sau. Chúng ta chuyển sang hình B nhé. Đối với hình B thì cô đếm có 3 hình chữ nhật là các hình sau và có 10 hình tam giác. Các con có thể quan sát đáp án của cô và so sánh với kết quả của mình nhé. Nếu các con có thể đếm thiếu thì chúng ta hãy bổ sung vào hình của mình. Chúng ta chuyển sang hình C. Ở hình C cô đếm được có 2 hình vuông và 5 hình chữ nhật. Hình này thì rất dễ đúng không ạ? Cô sẽ liệt kê như sau. Các hình vuông là hình 1 và hình 4. Hình chữ nhật sẽ có các hình 2, hình 3, hình 1, 2, hình 3 ghép với hình 4. Và cuối cùng là hình to nhất, đúng chưa? Chúng ta chuyển sang câu D nhé. Ở câu D chúng ta có 5 hình vuông và 4 hình tam giác. Cô sẽ liệt kê các hình như sau. Chúng ta quan sát và chữa bài của chúng ta nhé. Có các hình vuông là hình 3, hình 4, hình 1 và hình 2 là một hình vuông này. Hình 5 và hình 6 là một hình vuông. Và hình vuông to nhất được ghép với tất cả các hình mảnh nhỏ là 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Và chúng ta chuyển sang hình tam giác có các hình như là hình 1 này, hình 2, hình
5 và hình 6. Như vậy cô đã hướng dẫn các con chữa bài số 7. Chúng mình chuyển sang bài số 8 nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài 8, phần A nhỏ. Ở hình vẽ này, cô đã đánh sẵn các số thứ tự tương ứng với mỗi hình đơn và đếm xem là có bao nhiêu hình chữ nhật và bao nhiêu hình tam giác. Vậy thì 9 hình chữ nhật và 8 hình tam giác đó là những hình nào? Hãy cùng cô xem phần cô đã liệt kê nhé. Và đây là các hình mà cô đã liệt kê. Các con hãy kiểm tra lại bài làm của mình, xem là mình có đếm thiếu hình nào thì các con hãy bổ sung thêm vào nhé. Ở câu B cô có 5 hình chữ nhật và 7 hình tam giác là những hình sau cô đã liệt kê cho chúng ta. Chúng mình chuyển sang các hình tiếp theo, hình C. Ở câu C thì cô đếm có 5 hình vuông và 7 hình chữ nhật, đó là những hình như sau. Chúng mình chuyển sang câu D. Ở câu D thì chúng ta cần phải đếm số hình vuông và hình tam giác, đúng chưa ạ? Như vậy thì cô có 6 hình vuông và 6 hình tam giác. Cô sẽ liệt kê như sau này: các hình vuông và các hình tam giác. Chúng ta có thể dừng video lại để chúng ta quan sát thật là kỹ và so sánh với kết quả của mình nhé. Cô sẽ chuyển tiếp sang các cậu hình ở bài 9. Chúng ta sẽ đếm hình vuông và hình tam giác ở câu A này. Và cô đếm là có 5 hình vuông và 4 hình tam giác. Cô liệt kê như sau: các hình vuông và các hình tam giác. Cô có các hình đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy dễ nhất là hình 4. Tiếp theo là hình 7. Sau đó thì cô sẽ ghép hai hình tam giác để trở thành một hình vuông là hình 1, hình 2 này, hình 5, hình 6 và hình cuối cùng là hình vuông to nhất được ghép bởi 4 hình 3, 5, 6 và 7. Tương tự đối với hình tam giác thì cô có các hình nhỏ là hình 1, hình 2, hình 5, hình 6. Như vậy là cô có 4 hình tam giác và 5 hình vuông. Chúng mình chuyển sang câu B nhé. Ở câu B thì chúng ta cần phải đi đếm và tìm các hình chữ nhật và hình tam giác. Cô liệt kê như sau. Ở hình bên thì có 3 hình chữ nhật, đấy là hình 5, hình 3 ghép với hình 4. Cuối cùng là hình 3, 4 và 5 ghép với nhau. Vậy là có 3 hình chữ nhật. Và các hình tam giác là hình 1 này, hình 2, hình 3, hình 4. Hình 1 cô ghép với hình 4. Tiếp theo là hình 1 và hình 2. Như vậy có tổng cộng là 6 hình tam giác trong hình này. Chúng ta chuyển tiếp sang câu C. Câu C, chúng ta vẫn tiếp tục đếm các hình vuông và hình chữ nhật trong hình vẽ bên. Hình vuông cô đếm có 3 hình và hình chữ nhật là 7 hình. Cô sẽ liệt kê các hình như sau này. Các hình vuông sẽ là hình 3, hình 4, hình 2, 3 và 4. Đúng chưa? Hình chữ nhật, cô có hình 1, hình 2, hình 5 là các hình đơn. Tiếp theo, hình chữ nhật được ghép bởi các hình đơn sẽ là hình 3 và hình 4. Hình 1, 2, 3, 4 và 2, 3, 4, 5 chính là hình to này đấy ạ. Và hình to nhất chính là của tất cả các hình đơn ghép với nhau tạo thành một hình chữ nhật. Được chưa? Vậy là cô có 7 hình chữ nhật tất cả. Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nhé, câu D. Và cũng là hình cuối cùng. Chúng ta cùng quan sát. Ở hình này thì chúng ta cần đi đếm số lượng hình chữ nhật và hình tam giác. Hình tam giác, đầu tiên chúng ta sẽ có hình chữ nhật là 3 hình. Cô có các hình sau là hình 4 này, hình 2 và hình 3, hình 2, 3, 4 tạo thành một hình chữ nhật. Như vậy cô có tất cả 3 hình chữ nhật. Tiếp theo đến hình tam giác. Hình tam giác là 5 hình. Thứ nhất là hình 1 này, hình 2, hình 3, hình 5 và hình 1 cộng với hình 2 tạo thành một hình tam giác to hơn. Được chưa ạ? Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong các bài tập liên quan đến kiến thức đếm số lượng các hình phẳng. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang một phần mới.
Mình cùng chuyển sang phần 2, khối hợp phương, khối hộp chữ nhật. Bài 10, nối. Chúng ta sẽ cần nối các đồ dùng ở các bức tranh để xem là các đồ vật sẽ tương ứng với khối hộp nào nhé. Đầu tiên là chiếc tủ lạnh. Cô thấy là đang có dạng khối chữ nhật. Như vậy cô sẽ nối chiếc tủ lạnh với khối hộp chữ nhật nhé. Tiếp theo là hộp giấy ăn. Hộp giấy ăn thì có dạng hình khối lập phương. Tiếp theo là chiếc tủ có ngăn kéo. Như vậy cô thấy là chiếc tủ đang có dạng khối hộp chữ nhật. Cô nối vào khối hộp chữ nhật. Hình ảnh tiếp theo là chiếc Rubik. Đây là đồ chơi quen thuộc của các bạn học sinh đúng chưa ạ? Vậy thì đây sẽ là chắc chắn là khối lập phương rồi. Cô nối vào khối lập phương nhé. Tiếp theo cô có hình cuối cùng là thùng bìa cắt tông. Và chúng ta quan sát đây là có dạng khối lập phương đúng chưa ạ? Như vậy cô sẽ nối với khối lập phương nhé. Như vậy là trong năm hình dưới đây có 3 đồ vật có dạng khối lập phương và 2 đồ vật có khối hộp chữ nhật. Chúng mình chuyển sang bài số 11. Số hỏi chấm. Phần A. Hình trên được ghép từ ô trống khối lập phương. Như vậy thì chúng ta sẽ cần phải đếm xem là hình trên được ghép bởi bao nhiêu khối lập phương. Cô đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 khối lập phương. Như vậy cô sẽ điền số 8. Tiếp theo câu B. Tương tự như ở câu A thì chúng ta sẽ đếm xem là hình trên được ghép từ bao nhiêu khối lập phương nhé. Cô đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11. Như vậy là có 11 khối lập phương. Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo, câu C. Chúng ta tiếp tục đếm xem là có bao nhiêu khối lập phương ở hình trên nhé. Cô đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Như vậy cô sẽ điền số 10. Câu D, hình trên được ghép từ số hình khối lập phương là. Cô đếm 1, 2, 3, 4, 5 này. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hình hết chưa nhỉ? Nếu chúng ta quan sát thật kỹ thì thấy là khối lập phương màu tím đang nhô ra đúng chưa ạ? Vậy thì chắc chắn là ở đằng sau khối lập phương màu tím và dưới khối lập phương màu vàng sẽ có một khối lập phương nữa mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Như vậy ở hình sẽ phải có 12 khối lập phương nhé. Cô điền số 12. Tiếp theo câu E. Chúng ta chuyển sang câu E. Hình trên được ghép từ ô trống khối hộp chữ nhật nhỏ. Ở đây tương tự với khối lập phương thì chúng ta đếm xem là có bao nhiêu khối hộp chữ nhật nhỏ ở hình nhé. Cô đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 khối lập phương. Cô điền số 8. Tiếp theo chúng ta cùng tiếp tục đếm khối hộp chữ nhật nhỏ trong hình trên nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 khối hộp chữ nhật nhỏ. Cô điền số 15. Chúng ta chuyển sang câu H. Hình trên được ghép từ bao nhiêu khối hộp chữ nhật nhỏ? Cô đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Như vậy là có 12 khối hộp chữ nhật nhỏ.
cô điền số 12. Tiếp theo câu Y cũng là câu cuối cùng trong phần này. Chúng ta cùng đếm xem là có bao nhiêu khối hộp chữ nhật nhỏ nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Như vậy, 10 khối hộp chữ nhật nhỏ, cô điền số 10. Và vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài số 11 rồi. Chúng mình chuyển tiếp sang bài tiếp theo, tương ứng với phần 3. Phần 3, độ dài, đo độ dài. Bài 12, điền dấu tích vào ô trống cạnh chiếc bút chì. Chúng ta lưu ý ở đây là bút chì dài hơn. Vậy thì chúng ta cùng làm bài tập này như sau. Chúng ta quan sát bằng mắt thì có thể thấy được là ở hai bút chì đầu tiên, cô thấy bút chì màu xanh dương dài hơn bút chì màu cam. Nếu như để chúng ta so sánh kỹ hơn thì các con có thể lấy thước kẻ này. Trước tiên để so sánh thì chúng ta phải gióng từ điểm đầu. Khi điểm đầu của hai chiếc bút chì này đã cùng một điểm, đã thẳng hàng, thì chúng ta sẽ kéo lên. Khi này thì đã hết chiếc bút chì màu cam, nhưng chiếc bút chì màu xanh dương vẫn còn. Như vậy thì màu xanh dương sẽ là chiếc bút chì dài hơn. Cố tích vào nhé. Tương tự như vậy, chúng ta hãy làm với các câu khác, hoặc chúng ta có thể quan sát bằng mắt thường để dễ dàng tìm ra được, đúng chưa ạ? Câu tiếp theo, bút chì màu xanh lá này. Như vậy là cô đã hoàn thành xong bài số 12 này. Bài này rất là dễ, chúng ta có thể tự làm cũng được nhé. Như vậy là chúng ta đã vừa tích vào các bút chì dài hơn. Chúng mình chuyển sang bài số 13. Điền dấu tích vào ô trống dưới con vật nào cao hơn? Tiếp tục chúng ta sẽ so sánh chiều cao của các con vật với từng bức tranh. Đúng chưa ạ? Ở bức tranh đầu tiên thì chúng ta có con chuột túi và con chó. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là cả hai đều đang đứng trên cùng một chỗ. Như vậy thì con chuột túi cao hơn con chó. Vậy cô sẽ tích vào con chuột túi. Tiếp theo, con hươu có cổ và con voi. Như vậy con hươu có cổ chắc chắn sẽ cao hơn rồi. Tiếp theo là con thỏ và con chuột. Vậy con thỏ sẽ là cao hơn này. Con khỉ và con chó. Chúng ta nhìn và xem là đâu là con cao hơn nhá. Chắc chắn là con khỉ, đúng chưa ạ? Sư tử và hổ. Cô thấy sư tử cao hơn hổ này. Con nhím và con ngỗng. Cô thấy con ngỗng cao hơn nhím. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong các bài tập. Chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 13 rồi. Chúng mình chuyển tiếp sang bài số 14. Bài 14. Điền vào ô trống dài hơn, ngắn hơn, dài bằng. Vậy thì để so sánh được độ dài của các con cá thì chúng ta phải nhìn bức tranh. Ở đây, con cá màu xanh cô thấy là con cá có chiều dài nhất, đúng chưa ạ? Và tiếp theo con cá màu vàng, đỏ và con cá màu trắng đỏ. Cô thấy chiều dài của hai con cá này đang bằng nhau, đúng chưa ạ? Dài bằng nhau. Và con cá cuối cùng có 3 màu, trắng, đen và màu cam, dài hơn hai con cá ở giữa nhưng lại ngắn hơn con cá màu xanh. Vậy thì chúng ta cùng so sánh và điền vào ô trống nhé. Trước tiên là con cá 3 màu, cô sẽ so sánh với con cá có màu xanh, màu vàng và đỏ. Thì cô thấy là con cá 3 màu này sẽ dài hơn con cá vàng đỏ. Cô điền chữ dài hơn. Tiếp theo, con cá trắng cam so sánh với con cá vàng đỏ, chắc chắn là cô sẽ điền chữ dài bằng rồi. Con cá màu trắng đỏ và con cá có 3 màu. Vậy thì chúng ta có thể so sánh là con cá nhỏ này ngắn hơn con cá 3 màu. Cuối cùng,
chúng ta sẽ so sánh con cá ba màu và con cá màu xanh. Như ban đầu cô đã nói là con cá màu xanh là con cá dài nhất. Như vậy cô sẽ điền chữ ngắn hơn. Con cá màu xanh dài hơn con cá ba màu, cho nên con cá ba màu sẽ ngắn hơn con cá màu xanh nhé. Chúng ta chuyển sang bài số 15. Điền vào ô trống cao hơn, thấp hơn, cao bằng. Câu này chúng ta thực hiện như ở câu số 14. Với bài toán này thì chúng ta sẽ thực hiện như cách làm ở bài số 14. Trước tiên chúng ta hãy quan sát bức tranh và xem đâu là bạn thấp nhất, đâu là bạn cao nhất và đâu là các bạn có chiều cao bằng nhau. Chúng ta quan sát bức tranh. Trước tiên chúng ta sẽ so sánh chiều cao của bạn Chí và bạn Hà. Cô sẽ so sánh chiều cao của bạn Chí và bạn Hà như sau. Cô sẽ sử dụng thước kẻ này, cô gióng lên. Vậy thì bạn Chí và bạn Hà có chiều cao như thế nào đấy ạ? Bạn Chí sẽ cao hơn bạn Hà nhé. Cô điền chữ cao hơn. Tiếp theo, bạn My và bạn Hà. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay là bạn My thấp hơn bạn Hà, đúng chưa ạ? Cô điền chữ thấp hơn. Tiếp theo là bạn Minh và bạn My. Bạn Minh và bạn My. Vậy thì bạn Minh cao hơn bạn My và có cùng chiều cao của bạn Minh. Bạn Chí. Bạn Chí và bạn Minh có chiều cao bằng nhau. Cao bằng. Tiếp theo, chúng ta cùng quan sát các bức tranh ở bên dưới. Chúng ta cũng sẽ điền cao hơn, thấp hơn, cao bằng và các ô trống nhé. Cô có chiều cao của các cây, đúng chưa ạ? Và chúng ta cùng so sánh giữa cây thứ nhất và cây thứ tư. Vậy thì chúng ta nhìn ra ngay là cây thứ nhất sẽ phải cao hơn cây thứ tư rồi. Tiếp theo nào, cây này là cây thứ hai này và cây thứ nhất. Cây thứ nhất sẽ cao hơn cây thứ hai. Hay là cây thứ hai thấp hơn cây thứ nhất. Tiếp theo, cây thứ ba, cô so sánh với cây thứ nhất. Chúng ta nhìn thấy là hai cây này đang có chiều cao là bằng nhau. Như vậy là cây thứ ba cao bằng cây thứ nhất. Và cuối cùng, cây thứ hai, cô so sánh với cây thứ tư. Cây thứ hai sẽ cao hơn cây thứ tư. Như vậy, cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong bài số 15. Chúng mình chuyển tiếp sang các bài tập sau nhé. Bài 16, số hỏi chấm. Ở đây chúng ta có các đồ dùng học tập, đúng chưa? Và mỗi đồ dùng học tập sẽ tương ứng với một độ dài. Và chúng ta hãy đi tìm độ dài của các đồ vật mà đề bài đã yêu cầu, là chiếc bút chì này, gọt bút chì, kẹp kim với cả cục tẩy. Trước tiên là chiếc bút chì, cô nhìn vào thước kẻ, được đo từ 0cm đến 7cm. Như vậy chiếc bút chì này sẽ dài 7cm. Tiếp theo là chiếc kim giấy màu đỏ, được đo từ 8 đến số 10 ở trên thước kẻ. Vậy để tìm được độ dài của chiếc kẹp kim này, cô lấy 10 trừ 8 bằng 2. Như vậy, kẹp kim có độ dài 2cm. Cô viết 2. Tiếp theo là gọt bút chì màu xanh, được đo từ số 1 đến số 4 ở thước kẻ. 4 trừ 1 bằng 3cm. Cô điền số 3. Tiếp theo là cục tẩy, được đo từ số 4 đến số 7. 7 trừ 4 bằng 3, tương ứng với độ dài của cục tẩy là 3cm. Cô điền số 3. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với các bức tranh ở bên dưới. Chúng ta hãy làm tương tự như cách cô đã hướng dẫn nhé. Đầu tiên đề bài cần chúng ta đo thanh màu hồng. Thanh màu hồng thì có được đo độ dài từ số 0 này cho đến số 6, tương ứng với 6cm. Tiếp theo, màu xanh lá cây được đo từ số 1 đến số 9. 9 trừ 1 bằng
8 cm. Tiếp theo là thanh màu tím, được đo từ số 7 đến số 10. 10 trừ 7 bằng 3. Chúng ta chuyển sang các thanh còn lại. Thanh màu xanh dương, ở trên này đúng chưa ạ? Được đo từ số 4 đến số 9. Như vậy, thanh màu xanh dương có độ dài là 9 trừ 4 bằng 5, 5 cm. Thanh màu cam được đo từ số 3 này đến số 7. Như vậy, 7 trừ 3 bằng 4 cm. Và cuối cùng, thanh cuối cùng, đố bạn nào nhìn thấy đấy ạ? Thanh cuối cùng là thanh màu đỏ, được đo từ số 1 đến số 3. Như vậy thanh đó dài 2 cm, cô điền số 2. Chúng ta cùng chuyển sang bài tiếp theo nhé, bài số 17. Đo độ dài của các băng giấy dưới đây. Để đo được chính xác độ dài của các băng giấy này thì trước tiên chúng ta sẽ cần chiếc thước kẻ. Thứ hai là chúng ta đo từ số 0. Các con lưu ý là từ số 0 nhé. Từ số 0, cô sẽ đặt ở đầu băng giấy. Và băng giấy này dài 10 cm, cô điền số 10. Tiếp theo là băng giấy màu hồng. Cô sẽ đo tương tự như trên. Và băng giấy màu hồng có độ dài là 8 cm. Tiếp theo là băng giấy màu cam. Cô đo có độ dài là 7 cm. Băng giấy màu xanh là cây, 5 cm đúng chưa ạ? Cô điền 5. Tiếp theo, màu xanh nhạt hơn đúng chưa ạ? Có độ dài là 9 cm. Cô điền 9. Và băng giấy màu vàng, băng giấy dài nhất đúng chưa ạ? Có độ dài là 12 cm. Cô điền số 12 nhé. Chúng mình chuyển sang bài số 18. Đo độ dài của những chiếc bút chì dưới đây. Chúng ta tiếp tục sử dụng chiếc thước kẻ của mình để đo xem là những chiếc bút chì ở dưới đây có độ dài khác nhau như thế nào nhé. Đối với chiếc bút chì, cô sẽ đo như sau. Cô sẽ đo tương tự từ điểm bắt đầu, sẽ là số 0 này. Nếu như chúng ta để sát ở đây thì chiếc bút chì chỉ dài đến đây thôi ạ. Nhưng chiếc bút chì chúng ta dài đến tận đây thì cô sẽ cần phải đo chiều dài nhất của chiếc bút chì là 12 cm. Các con nhớ nhé, khi đo thì chúng ta sẽ đo từ điểm bắt đầu này, tương ứng với 0 cm này, và đo đến đầu chiếc bút chì là được 12 cm. Như vậy cô điền số 12. Tương tự như vậy với các bút chì sau, các con hãy thực hiện đo và so sánh với đáp án của cô nhé. Và đây là đáp án của cô. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong các bài tập ở trong phần 3 độ dài, đo độ dài rồi. Chúng mình chuyển sang phần 4, thời gian, giờ, lịch. Bài số 19, chúng ta cùng quan sát các đồng hồ và cho biết là mỗi đồng hồ đang chỉ mấy giờ. Chiếc đồng hồ đầu tiên cô thấy có kim giờ chỉ số 10, kim phút chỉ số 12, như vậy tương ứng với 10 giờ, cô điền số 10. Tiếp theo, đồng hồ thứ hai có kim giờ chỉ số 3, kim phút chỉ số 12, tương ứng với thời gian là 3 giờ. Tương tự như vậy, kim giờ chỉ số 7, kim phút chỉ số 12, 7 giờ. Đồng hồ tiếp theo có kim giờ chỉ số 6, kim phút chỉ số 12, tương ứng với 6 giờ. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cùng thực hiện làm các đồng hồ ở bên dưới nhé.
và so sánh với bài của cô. Đối với đồng hồ cuối cùng, chúng ta thấy là cả kim giờ và kim phút đều chỉ số 12. Như vậy chắc chắn là 12 giờ. Chúng mình chuyển tiếp sang bài số 20. Bài 20 số hỏi chấm. Chúng ta hãy cùng quan sát bức tranh. Mỗi bức tranh sẽ là một hoạt động của một bạn nhỏ. Bạn này tên là Huy, đúng chưa ạ? Và bên cạnh chúng ta có một chiếc đồng hồ. Vậy thì hoạt động đó sẽ tương ứng với thời gian mà đồng hồ hiển thị. Ở đây, bạn đang thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Vậy thì cô sẽ điền buổi sáng Huy thức dậy lúc 6 giờ. Tiếp theo là hoạt động, bức tranh chúng ta đã nhìn thấy là bạn đến trường đúng chưa ạ? Buổi sáng Huy đến trường lúc 7 giờ. Cô điền số 7. Bức tranh tiếp theo này. Tiếp theo là Huy tan học lúc 11 giờ. Như vậy cô sẽ điền số 11. Tiếp theo buổi chiều, Huy giúp mẹ làm việc nhà lúc 4 giờ. Cô điền số 4. Hoạt động tiếp theo của bạn Huy là đi bơi đúng chưa ạ? Buổi chiều, Huy đi bơi lúc 5 giờ. Cô điền số 5. Và Huy ăn tối cùng gia đình lúc 7 giờ. Cô điền số 7. Tiếp theo, buổi tối Huy bắt đầu học bài lúc 8 giờ. Cô điền số 8 nhé. Và Huy đi ngủ vào lúc 10 giờ. Và chắc chắn đây là 10 giờ tối đúng chưa ạ? Cô điền số 10. Chúng mình chuyển sang bài số 21 nhé. Đề bài là nối. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng thước kẻ và bút chì để thực hiện bài toán này. Đầu tiên chúng ta sẽ có bức tranh tương ứng với hoạt động là thức dậy đúng chưa ạ? Vậy thì hoạt động này sẽ tương ứng với thời gian nào là thích hợp? Chúng ta cùng nhìn các đồng hồ. Hoạt động bạn thức dậy cô thấy thích hợp với đồng hồ đang chỉ 6 giờ này. Cô sẽ nối với số 6. Tiếp theo là hoạt động đi bơi. Đi bơi thì chúng ta hay bơi vào buổi chiều đúng chưa ạ? Vậy thì sẽ vào 4 giờ chiều. Cô nối đồng hồ hiển thị 4 giờ. Tiếp theo chúng ta có bức tranh là bạn đang rửa bát. Và chúng ta quan sát là ở ngoài cửa sổ đang là buổi tối đúng chưa ạ? Vậy thì là bạn vừa mới ăn cơm xong và bạn đang rửa bát. Vậy thì hoạt động này sẽ diễn ra vào lúc mấy giờ là thích hợp ạ? 7 giờ tối. Cô nối với đồng hồ đang hiển thị 7 giờ. Tiếp theo bức tranh bạn đang học bài sẽ tương ứng với đồng hồ còn lại chính là 9 giờ sáng. Vậy cô sẽ nối với 9 giờ. Chúng mình chuyển sang các bài tiếp theo, bài số 22. Bài 22, vẽ thêm kim ngắn để các đồng hồ chỉ đúng thời gian. Kim ngắn ở đây sẽ tương ứng với kim giờ, đúng chưa ạ? Vậy thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào để ứng với số giờ mà bên dưới đồng hồ hiển thị là 2 giờ. Vậy thì kim ngắn sẽ chỉ số 2. Vậy cô sẽ vẽ như sau. Kim ngắn cô chỉ số 2. Chúng ta có thể đặt thước thẳng với số 2 từ hình tròn màu vàng này để kẻ nhé. Tiếp theo ở đồng hồ thứ 2 chúng ta cần phải vẽ đồng hồ chỉ lúc 4 giờ. Vậy thì kim ngắn sẽ chỉ số 4. Cô đặt thước từ hình tròn màu vàng này cho đến số 4 này, sau đó là cô kẻ. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ đến đồng hồ thứ 3. Kim ngắn chỉ số mấy để hiển thị lúc 6 giờ ạ? Sẽ là số 6. Như vậy cô sẽ kẻ từ hình tròn màu vàng đến số 6. Và đây là hiển thị lúc 6 giờ. Tiếp theo, đối với các đồng hồ bên dưới, các con hãy tự thực hiện và
So sánh bài làm của các con với đáp án của cô nhé. Đây là đáp án của những đồng hồ tiếp theo này. Chúng ta hãy cùng xem. Ở đồng hồ chỉ 12 giờ. Có nghĩa là kim dài và cả kim ngắn đều cùng chỉ số 12. Như vậy chúng ta sẽ vẽ đè lên kim phút nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong bài số 22 rồi. Chúng mình chuyển sang bài số 23. Quan sát bức tranh, rồi điền vào chỗ trống cho thích hợp. Quan sát bức tranh này, chúng ta thấy hành động của bạn là đang đi học vào lúc 2 giờ, đúng chưa ạ? 2 giờ chiều, và bạn tan học vào lúc 5 giờ chiều. Vậy, buổi chiều Nam đến trường lúc 2 giờ và tan học lúc 5 giờ. Vậy cô sẽ điền số thích hợp vào ô trống nhé. 2 giờ và 5 giờ. Tiếp theo, buổi chiều thời gian Nam học ở trường là... Như vậy, để tìm được thời gian mà bạn Nam học ở trường là khoảng trong vòng bao nhiêu giờ, thì cô và chúng ta cùng quan sát. Hoặc các con có thể lấy đồng hồ của mình để quay xem là từ 2 giờ đến 5 giờ kim dài quay bao nhiêu vòng đồng hồ nhá. Từ 2 giờ này đến 3 giờ kim sẽ quay hết một vòng. Đến 4 giờ kim quay hết thêm một vòng nữa. Và khi đến 5 giờ kim giờ chỉ số 5 thì kim phút lại quay thêm một vòng nữa. Như vậy là sẽ quay 3 vòng. Kim phút sẽ quay hết 3 vòng đồng hồ, tương ứng với 3 giờ, đúng chưa ạ? Cô điền số 3. Chúng mình chuyển sang bài số 24. Điền vào chỗ trống cho thích hợp. Chúng ta có bảng lịch của tháng 8. Tháng 8 thì có từ ngày 15, tương ứng với thứ hai, đến chủ nhật là ngày 21. Vậy thì các ngày trong tuần chúng ta sẽ điền nốt vào nhé. Thứ hai, sau đó đến thứ ba là ngày tiếp theo 16 này. Thứ tư là ngày 17. Thứ năm là ngày 18. Thứ sáu là ngày 19 này. Và thứ bảy là ngày 20. Cô điền như sau. Cô đã điền như sau. Chúng ta chuyển sang bảng phía dưới nhé. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Vậy thì nếu như hôm nay là thứ tư thì hôm qua sẽ phải là thứ ba. Tức là trước ngày thứ tư sẽ là thứ ba. Vậy sau ngày thứ tư chính là ngày mai sẽ là thứ năm. Vậy cô sẽ điền vào các ô trống này. Tương tự như thế, nếu như hôm qua là thứ năm thì hôm nay sẽ là thứ sáu, ngày mai sẽ là thứ bảy. Và cuối cùng, nếu như ngày mai là chủ nhật thì hôm nay cô sẽ lùi đi một thứ là thứ bảy, và hôm qua sẽ là thứ sáu nhé. Các con hãy điền vào bảng cùng với cô. Chúng mình chuyển sang bài số 25. Điền vào chỗ trống cho thích hợp. Chúng ta cùng đọc và điền nhé. Một tuần thì có 7 ngày. Vậy thì cô sẽ điền số 7. Ngày đầu tiên của một tuần là thứ mấy ạ? Thứ 2. Thứ 2 nhé. Hôm qua là thứ 3. Vậy ngày mai là ngày mai là thứ 4. Là đúng hay sai ạ? Hôm qua là thứ 3, vậy thì hôm nay sẽ là thứ 4 và ngày mai sẽ phải là thứ 5. Cô điền thứ 5 nhé. Chúng ta chuyển sang câu D. Vì bị ốm nên Nam xin phép cô giáo được nghỉ học từ thứ tư đến hết thứ sáu tuần này. Số ngày Nam nghỉ học là bao nhiêu ngày? Vậy chúng ta đếm từ thứ tư đến thứ sáu bao nhiêu ngày ạ? Thứ tư này, thứ năm và thứ sáu là 3 ngày. Vậy cô sẽ điền số 3. Câu E.
Trại hè diễn ra từ thứ 3 tuần này đến hết thứ 5 tuần sau. Trại hè diễn ra trong bao nhiêu ngày? Vậy để tìm được số ngày từ thứ 3 tuần này đến thứ 5 tuần sau, chúng ta liệt kê các ngày được diễn ra như sau này. Từ thứ 3, cô đếm này. Thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật là được bao nhiêu ngày rồi ạ? 6 ngày. Đến thứ 2 của tuần sau này. Rồi đến thứ 3, thứ 4, thứ 5 là thêm 4 ngày nữa. Như vậy là trại hè diễn ra trong 10 ngày. Hôm nay là thứ 4, còn 6 ngày nữa là đến sinh nhật của Mai. Sinh nhật của Mai là thứ mấy ạ? Vậy thì chúng ta cùng đếm xem là từ thứ 4 thêm 6 ngày nữa sẽ là thứ mấy. Cô đếm này. Thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật là 4 ngày rồi nhá. 4 ngày. Đến chủ nhật là được 4 ngày này. Sau đó thêm 2 ngày nữa là được 6 ngày. Là thứ 3, đúng chưa ạ? Vậy sinh nhật của Mai sẽ là ngày thứ 3. Thứ 3 này là sẽ của tuần sau. Tiếp theo, tuần này Nam được về quê với ông bà 2 ngày cuối tuần. Nam sẽ trở về thành phố vào thứ vì là 2 ngày cuối tuần cho nên hết 2 ngày cuối tuần thì Nam sẽ trở về thành phố vào thứ 2 của tuần sau. Cô điền thứ 2 nhé. Câu Y. Bố Hà ở Đà Nẵng 2 ngày và trở về Hà Nội vào thứ 3 tuần này. Hỏi: bố Hà đã ở Đà Nẵng vào các ngày? Như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm mà ngày mà bố Hà ở Đà Nẵng là thứ mấy, đúng chưa ạ? Vậy thì theo đề bài thì đã ở Đà Nẵng 2 ngày và trở về vào ngày thứ 3 của tuần này. Vậy thì bố Hà sẽ phải ở Đà Nẵng vào trước ngày thứ 3 sẽ là thứ 2 và chủ nhật của tuần trước, đúng chưa ạ? Như vậy cô sẽ điền chủ nhật thứ 2. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các bài tập trong chuyên đề hình học và đo lường rồi. Như vậy cô sẽ hẹn gặp lại các con ở những video chữa bài tập của các chuyên đề tiếp theo nhé.